Em đây. Em đi lựa mình về giấy sung chính hay lựa mình về sung chính mở ra sẵn đi để. Trên nãy đi. Rồi làm đi chị. Rồi bật lại đi. Rồi làm đi. Rồi làm anh ơi. Gắn gắn cho anh cao cao nón lên. Rồi bọc đi em. Rồi làm đi. Chỉnh lại bọc của mò cho hơi nữa. Rồi rồi để em.
khác đi em ơi. Rồi mấy trái, cầm mấy trái coi, lật đít lên coi có bị hư gì không. Đâu chứ. Thôi cầm coi thôi. Ừ. Từ đó coi coi tiếp đi. Rồi đặt vô luôn. Rồi đặt vô đây. Đặt xong chỉnh chỉnh. Rồi vô bộ cắt đi. Cầm cái tay xem nghịch nghịch gì hết. Rồi. Chút xíu nữa xong đặt vô luôn nha. Rồi đặt vô đi. Xe thì khi nào tới mượn anh. Ừ, đi nhóm này nhóm khác hả? Nhưng mà hai nhóm rồi đi chung với nhau được không? Rồi xây xây vài cái đi xong rồi cắt. Ừ, nhưng mà anh phải báo với Văn Thanh đi trên đầu nóng luôn nha. Rồi cắt đi. Rồi, okay. Rồi để lấy xe 10 chỗ, lấy xe 10 chỗ. Rồi đặt vô đi. Rồi đặt vô đi. À, xin giới thiệu mọi người trên tay của mình. Em vô bộ chỉ vô đó đi. Cây này có thể chạm. Rồi chỉ đi. Đây là những cái quả sung ha. Cái quả sung này nó sẽ ra theo từng cái mắt lá nè. Và cái mắt đi tới đâu, cái thân đi tới đâu. Rồi chỉ 2-3 cái lá qua lại á. Rồi. Đây là hệ thống tưới nhỏ giọt của sen ha. Rồi chuyển mình qua lại hai lỗ. Đây là cái hệ thống tưới nhỏ giọt của sen ha. Đây là cái lỗ để nó nhỏ nước ra nè. Rồi. Ừ, còn cái cảnh ấy xíu nữa anh nhờ mấy chị kia ra miền em nhé. Qua chảnh xong rồi em đi công việc. Con kia mình á. Thank you.
coi chứ mình